Đây đây đây, ok anh em, hello anh em, xin chào anh em đã trở lại kênh Chiến Khải em ơi. Vừa rồi thì mới sau buổi chơi xong thì Khải mới vô game thì thấy cái nhẫn rương em ơi, Khải tưởng không có đồ gì hết. Đây đây đây, hàng về này anh em ơi, cho anh em xem nha. Đó, may mắn 3 nha anh em. Tính ra thì bữa giờ Khải nhận may mắn khá là nhiều anh em ơi. Cái ngọc bòi này Khải còn tranh ra trên vải nè. Rồi, nhẫn này Khải tranh ra trên vải nè. Rồi Khải có thêm một cái ngọc bòi may mắn 2 của Nam nữa, cũng tranh ra trên vải luôn. What the hell, sao bãi mình toàn tranh toàn may mắn thôi em ơi. Bãi đàn thiệt. Rồi, ok em ơi, ở video này thì chúng ta may mắn đã tranh ra được một cái nhẫn may mắn 3 em ơi. Thì hiện tại may mắn 3 mang vô. Thì được rồi, Khả năng có may mắn 3 nè, ngọc vội nè. Cái này cũng tranh ra nè, cái này cũng tranh ra nè. Mắn 6 nè, kèm với cái chim này Khả mua không. Hiện tại Khả năng có may mắn 7 nha mọi người ơi. Khả năng may mắn 7 nha em. Đó. Cái này thì hiện tại Khải đang tìm một con thú yên để cho theo xe đó, nó đánh bot hàng ngày nữa mày. Con nghe mi này thì thực sự nó không kết bot nổi. Nên là chắc đỡ ngồi đỡ cái set này đỡ tạo con thú yên nào 6x 7x á. Tăng skill 7x á. Vũ đào là hoa đi chan rồi sẵn mình cho thú yên nó kết bot luôn nè mày. Chứ còn thì con nghe mi này nó quấn bot không yên thua đâu. Ok. Video này có cái nhẫn cái bản 3 là ok luôn, dòng 1 là hợp lý luôn nè mày. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi. Húp liền luôn cái nhẫn bánh 3 luôn em ơi. Rồi hello em mới vô nha, hello mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi học động em ơi. Anh em xem video đừng quên đó lại cho Khả like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Bữa giờ nhận mấy món gì mấy người ạ.